Ok, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Top 5 của mình. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục có mặt tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 4D đối diện với khách sạn Mường Thanh. Với những bạn nào quan tâm tới những cái video mình quay cận cảnh trực tiếp các mẫu xe Honda thì mình cũng đã biết qua đại lý rồi các bạn nha. Đây là hai mẫu xe Honda SH125 trang bị phanh kết hợp CVS của năm 2021 phiên bản màu đỏ đô rất đẹp ở đây. Mình muốn đưa ra đây để có thể quay cận cảnh trực tiếp và giới thiệu gửi tới các bạn. Còn phía bên đây là phiên bản 150 cũng của năm 2021, cũng được trang bị phanh kết hợp CVS. Nhìn bên ngoài thì cơ bản hai mẫu xe là giống nhau, các bạn có thể nhìn cận cảnh trên màn hình. Sở hữu ngoại hình hiện đại, sang trọng cùng với cụm đèn trước công nghệ LED hoàn toàn này. Các bạn có thể nhìn 19-10 luôn các bạn nha. Không khác nhau là mấy một chút nào cả giữa hai phiên bản này. Tuy nhiên ở hông xe của phiên bản 150 nó sẽ có thêm một cái logo 150 nữa. Và các bạn có thể theo dõi trên màn hình chính là giá bán hiện tại tại Honda Hòa An 1 cho phiên bản thấp nhất là Honda SH125i trang bị phanh kết hợp CVS là 82 triệu, đăng ký ở thành phố là 4.930.000, còn đăng ký ở huyện là 2 triệu các bạn nha. Các cái giá bán của các phiên bản còn lại các bạn có thể theo dõi cận cảnh trên màn hình. Cao nhất hiện tại là 111 triệu cho phiên bản đen mờ hay là phiên bản màu xám bạc ấy, các bạn có thể theo dõi. Đây là phần đầu xe của mẫu xe Honda SH125i trang bị phanh kết hợp CVS. Hiện tại mẫu xe này được rất nhiều các bạn quan tâm. Với những bạn nào điều kiện kinh tế mà thấp một chút nhưng vẫn muốn có cho mình một mẫu xe Honda SH thì mình nghĩ cái phiên bản 125 phanh CVS này rất đáng để quan tâm ở thời điểm hiện tại. Như mình đã báo giá gửi tới các bạn rồi, 82 triệu cho phiên bản này. Thiết kế phần đầu xe thì tương tự thôi, giống nhau ở tất cả các phiên bản. Hệ thống đèn pha, đèn xi nhan này ở phía dưới, phía trên là giải đèn dummy. Bên này cũng tương tự như vậy các bạn nhé, đây là phiên bản 150. Không khác gì cả, các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Ở phần mặt nạ phía trước có cái phần logo của Honda này, cùng một cái ốp phía trước cũng rất là cuốn hút, tăng cái tính thể thao hiện đại hơn cho xe. Rất nhiều những mảng chrome sáng bóng. Đây các bạn có thể nhìn thấy mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe phiên bản 150. 2,24 lít trên 100 km. Mình nghĩ nó có gắn sai hay sao ấy, tại phiên bản 150 nó lại thấp hơn so với phiên bản 125. Đây là cái điều mình đang lăn tăn phân vân trong thời điểm này. Vì phiên bản 125 chỉ có 2,46 lít trên 100 km. Đấy các bạn có thể theo dõi. Mình nghĩ là gắn sai thôi, tại vì khối động cơ của phiên bản 125 ở thời điểm hiện tại cho ra công suất vào khoảng tầm 13,1 mã lực, trong khi đó phiên bản 150 cho ra công suất lên tới 16,9 mã lực, thì không có cái lý do nào lại công suất lớn hơn, mô men xoắn lớn hơn lại tiêu thụ mức tiêu hao nhiên liệu nhỏ hơn được cả. Đấy các bạn có thể theo dõi như vậy. Mình nghĩ là gắn sai thôi các bạn nha. Còn đây là cái phần hệ thống đèn hậu phía sau cùng cái tay dắt rất là to bản, đẹp cuốn hút. Toàn bộ đèn LED hết cùng với giải chrome sáng bóng này. Các bạn có thể nhìn trên màn hình cho mình. Rất chi tiết cận cảnh và cụ thể. Tương tự thôi, hai phiên bản này là tương tự giống nhau ở phần đèn hậu của xe. Trên cả phiên bản 125 và phiên bản 150. Phía dưới là đèn soi biển số, đèn phản quang. Cùng cái rè chắn bùn phía sau. Rất là cứng cáp và đẹp. Phía bên đây cũng tương tự như vậy các bạn nha. Cả hai mẫu xe đều trang bị hệ thống máy là ESP+, một hệ thống động cơ rất mới đến từ Honda. Trang bị khối động cơ này thì chắc chắn nó sẽ tinh chỉnh tốt hơn. Trên phiên bản 150 các bạn có thể theo dõi trên màn hình, mặt đồng hồ, các nút chức năng phím bấm tương tự. Tuy nhiên phiên bản 150 nó sẽ có thêm kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, kể cả thông qua ứng dụng My Honda các bạn nha, My Honda Plus. Các nút chức năng phím bấm các bạn có thể theo dõi, chìa khóa thông minh Smart Key. Chìa khóa thông minh Smart Key hiện tại trên Honda SH ấy là loại tốt nhất rồi, khả năng chống trộm cũng khá là cao. Đây là phiên bản 125, cũng tương tự như vậy, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Bình xăng di chuyển xa phía trước, tăng cái kích thước cốp xe lên rất nhiều. Hiện tại cái kích thước lốp xe cốp xe của nó lên tới là 28 lít các bạn nha. Thoải mái để các đồ dùng khác nhau như mũ bảo hiểm này. Rồi có thêm cả cổng sạc USB, rồi cụm đồng hồ các thứ là đầy đủ hết trên xe các bạn nha. Một mẫu xe tay ga cao cấp, đáng để quan tâm và đáng để lựa chọn trong thời điểm này.
Phiên bản các bạn đang theo dõi có giá 82 triệu, nó có thêm cái phanh ABS giá là 88 triệu, nhỉnh hơn 6 triệu. Hiện tại giá bán so với giá bán đề xuất của hãng chênh lên khoảng tầm 10 triệu cho cái mẫu xe phiên bản 125i này. Chênh lên 10 triệu các bạn nha, rất cao. Tuy nhiên ấy, cao như vậy nhưng khách hàng Việt Nam chúng ta vẫn cứ tìm mua và lượng hàng vẫn rất khan hàng ở thời điểm này. Đấy, mình vẫn nói thêm gửi tới các bạn như vậy. Đây là hệ thống phanh kết hợp CBS này cùng với ngàm phanh Nissin, các bạn có thể nhìn trên màn hình. Còn đối với phiên bản 150 thì hiện nay mình cũng sẽ cung cấp gửi tới các bạn giá bán cụ thể luôn. SH150i trang bị phanh kết hợp CBS như phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây có giá là 94 triệu. Trong khi đó phiên bản có thêm hệ thống phanh chống bo cứng ABS giá là 109 triệu. Hiện tại giá bán của nó so với giá bán đề xuất của hãng cao hơn vào khoảng tầm từ 12 đến 13 triệu. Trong khi đó phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Honda SH150i đặc biệt màu đen mờ hay thể thao màu bạc xám ấy, giá bán là 111 triệu các bạn nha. Tức là cao hơn giá bán đề xuất của hãng lên tới 15 triệu. Một con số quá cao, gần một chiếc Honda Way Alpha rồi. Giá bán cao như vậy nhưng mình thấy rằng khách hàng Việt Nam chúng ta vẫn đang lựa chọn tìm mua rất nhiều trong thời điểm này. Cả hai mẫu xe đều được cung cấp công nghệ tắt bật động cơ tạm thời idling stop để có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mô men xoắn của phiên bản 125 ấy, mình có thể nhắc tới các bạn luôn là 12 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng trên phút. Còn mô men xoắn của phiên bản 150 là 14,8 Nm cũng tại vòng tua 6.500 vòng trên phút các bạn nha. Rất chi tiết cận cảnh và cụ thể để các bạn có thể theo dõi thông qua video của mình. Mình sẽ tiến vào bên trong đại lý để có thể gửi tới các bạn một số các phiên bản khác nữa ở đây. Đây là một phiên bản 150. Các bạn có thể nhìn trên màn hình phiên bản màu đen bóng cho những bạn nào quan tâm muốn tìm mua. Hiện nay hàng vẫn đang có các bạn nha. Phiên bản 150 này là phiên bản phanh CBS cũng tương tự giá bán như phiên bản ở ngoài kia. Giá bán hiện tại của nó là 94 triệu đồng. Đăng ký ở thành phố là 6 triệu 180 nghìn. Còn đăng ký ở huyện là 2 triệu 500 nghìn các bạn nha. Một mức đăng ký ở tỉnh Lai Châu mình là phù hợp, còn đăng ký ở các cái tỉnh thành khác ấy, giá còn cao hơn rất nhiều. Các bạn có thể lưu ý cho mình trong thời điểm này. Đây là địa chỉ của đại lý này, 20 Lê Duẩn, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Số điện thoại các bạn có thể liên hệ, hiện tại số điện thoại này đã là số điện thoại cũ của các bạn nha. 02133878838 sẽ được nhân viên của Honda Hòa An tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Đó là một số thông tin ngày hôm nay tôi đang muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này. Cảm ơn video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Tô Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.